chào quý vị, cũng như xin chào bà con. Thì ngày hôm nay sáng nay Duy sẽ có một cái chuyên đề để mà chia sẻ đến tới quý vị bà con. Thì cái chuyên đề sáng nay Duy sẽ chia sẻ trên cái vấn đề trên ao đất, một cái vấn đề khá là nhức nhối, nhất là khá là ở đây gió quá làm kì bèo, vì nếu mà cái âm thanh mà nó hơi sột sạt quý vị cũng thông cảm quý vị, tại vì mấy bữa nay thì thời tiết chuyển gió quá. Thì một số vấn đề trên ao đất á, là hiện nay cũng rất là nhiều vấn đề, nhưng mà bữa nay Duy sẽ chia sẻ với vị một cái kinh nghiệm cũng như là cái vấn đề thực tế, đó là trong cái vấn đề xử lý ao nó bị nước đục. Thì cái vấn đề mà xử lý ao cho nước đục trên ao á, thì nó không phải là vấn đề khó cũng như là không phải là vấn đề dễ, nhưng mà trong buổi ngày hôm nay thì Duy sẽ cùng đồng hành tất cả quý vị và các bạn, Duy sẽ cùng xử lý bằng cái cách đơn giản hiệu quả trên ao đáy đất. Được biết á, thì cái tình trạng mà nếu mà nước đục xảy ra thì nó sẽ ảnh hưởng tới tôm rất là nhiều, đặc biệt hơn thì nó sẽ làm hạn chế sự phát triển của tôm, là một, rồi cũng giống như là thứ hai á, là tôm nó sẽ lấy oxy ít hơn, rồi giống như tôm mình nó sẽ thiếu oxy. Và đặc biệt hơn thì nếu một số ao mà nó bị khí độc cao á, thì nó sẽ con tôm mình nó sẽ bị vấn đề ví dụ như là bị khuẩn nhiều hơn nè, dân rất là nhiều, ai cũng biết là khí độc nó rất là hại, mà vấn đề đục rất là hại. Nhưng bây giờ Duy sẽ cùng quý vị và các bạn chúng ta xử lý bằng cách nào đây, và xử lý như thế nào một cách an toàn hiệu quả như nào. Như quý vị thấy, cho quý vị thấy đây là cái ao ương, cái ao ương của thị sản Duy. Ao này thì được ương với mật độ là 160.000. Bây giờ nó tầm khoảng hai mấy ngày nước nó đục như này đây, nó đục cáo như này đây, đục như thế này Duy chưa phải là đục quý vị. Một số ao là lúc trước thì Duy cũng mà nó đục là tới là cái quạt nó lên sình quý vị, nó giống như là cái nước sông ở ngoài sông mà quý vị cảm thấy giống như cái sông phù sa quý vị. Thì ngày hôm nay Duy sẽ cùng quý vị các bạn chúng ta xử lý như nào đây. Thì bây giờ một số cách đơn giản mà để xử lý nước đục này á, thì đầu tiên nếu mà quý vị có điều kiện cũng giống như là nhà mà có tiền á, chảy bạc luôn. Thì câu chuyện này nó không phải là câu chuyện ở đất đó rồi, nếu mà câu chuyện mà chảy bạc đó thì rồi qua một cái ao công nghệ thì đòi hỏi khả năng quản lý và cái vấn đề nó nằm ở chỗ khác nữa. Thì chảy bạc cũng là một cái cách để mà giải quyết vấn đề nước đục, nhưng bây giờ Duy sẽ không có giải quyết bằng cái cách chảy bạc, và Duy sẽ chia sẻ với quý vị một cái chế phẩm để mà xử lý nước đục, và xử lý như thế nào đây, và xử lý làm sao mà cái nước mình á nó sẽ tuyệt vời như này. Đây cái ao tiếp theo là đây, đúng không? Đây cái ao này xử lý xong như này. Này chăm gì lớn này mày. Đây, đây. Thì bây giờ Duy sẽ cùng chia sẻ với quý vị các bạn chúng ta giải quyết một cách nào và làm như thế sau đây. Thì bây giờ Duy sẽ cùng làm cho quý vị thấy và xử lý tận mắt luôn. Và Duy sẽ có một cái chế phẩm, đó là cái chế phẩm xử lý nước đục. Cái tên gọi đó là polymer cation. Và bây giờ là 7:30. Bây giờ là 7:30. Thì bây giờ Duy sẽ mình xử lý. Vâng, đây là quý vị, đây là cái chế phẩm mà cái chế phẩm xử lý nước đục. Cái gốc này là cái gốc polymer quý vị, cái gốc này rất là an toàn quý vị. Nó không phải là quá chất, nó không ảnh hưởng tới tôm nhiều, và cái này á dễ đưa gì xây bự những cái năm vừa rồi á, để mà về được 32 hoặc 36 con hay 40 con trên ao đất á, Duy phải sử dụng chế phẩm này. Nếu mà nói thật sự á, mà nếu mà trên ao đất á mình không có cái sản phẩm này, thật sự là mình không có về xe bự được. Là cứ mà nó cứ 7-60 con á, mà nước mà nó đục cáo nước sông á, thì tôm mà nó sẽ rất là nhiều vấn đề. Nổi cái vấn đề mà nếu đục quá mà bị phần ten thôi, đó là một cái vấn đề rất là lớn này. Và bây giờ Duy cũng muốn chia sẻ với quý vị. Rồi bây giờ Duy sẽ cái chế phẩm này á, thì 1000 khối á, nếu mà nó đục như này thì mình gắt tầm khoảng 1 tới 200 gram thôi, có nghĩa là 1 kg á, mình sẽ gắt được tới 5 lần. Thì bây giờ á, là Duy sẽ cùng gắt cho quý vị. Bây giờ là 7:30 sáng nè, bây giờ Duy sẽ gắt khoảng tầm khoảng 1 tới 200 gram. Bây giờ như thế này đây. Đây là cái chế phẩm nằm trong đây. Thì bây giờ mình sẽ gắt đại vì mình không cần ấy đâu, mình chỉ gắt trước quạt như này đây. À, quý vị thấy không? Đó. Gắt một vài lần. Đây.
Duy sẽ gắt khoảng 200 gram quý vị. Và chút xíu mình sẽ kiểm cái màu nước lại như thế nào. Mình cứ gắt lại. Tháng này gió quá gió. Làm video review chứ vậy mà không biết là vô nhà có nghe rõ không. Đây. Đơn giản thôi. Nhưng mà chút xíu quay lại là cái câu chuyện nó hoàn toàn khác các vị. Rồi, rồi. Rồi, thấy không? Rồi bắt đầu mình sẽ đợi các vị. À, nãy gắt là khoảng 200 gram. Đây, 7 giờ rưỡi sáng. Ồ, ok không? Vâng, xin chào mọi người. Thì bây giờ mình sẽ coi lại kết quả hồi sáng là mình lắng. À, 7 giờ rưỡi là sáng lắng tại vì không có thời gian nên bây giờ tới 12 giờ, 11 giờ mấy mới làm video. À, cho quý vị thấy này, đây. 11 giờ rưỡi thì cái màu nước này rất là tuyệt vời quý vị. Đây. Rồi cho dù tôm nó vào hay là tôm nó làm như nào không quan trọng, bây giờ mình thấy không, màu nước rất là ok. Đây. Cái chế phẩm này là một cái chế phẩm sinh học quý vị, không phải là hóa chất và rất là an toàn cho tôm. Qua rất là nhiều năm thì Duy đã kiểm tra cũng giống như là đã thực tế giao mình. Nếu mà nước mà nó trong mà được xử lý lại như thế này thì nó sẽ giúp tôm là oxy hòa tan trong nước á, tôm nó sẽ lấy dễ dàng hơn. Tại vì cái nước đục á, con tôm nó sẽ rất là khó lấy oxy hòa tan. Và quý vị cứ thấy là mấy cái ao nước đục á, là con tôm tại sao mà nó đỏ mình dí hay là nó đỏ gâu hay là đỏ chân bơi á, là do là nó thiếu oxy. Có nghĩa là nó lấy oxy không được. Mặc dù hàm lượng oxy hòa tan trong nước có nhưng mà cái bọn đục nó dơ quá và con tôm lấy không được. Quý vị cứ tưởng tượng đơn giản giống như là mình ở trên bờ mà bị khói vậy đó. Khi mà ví dụ như mà cái đám khói mà đi qua mình thở mà mình không có lấy oxy được á, nó giống tương tự vậy, đơn giản thôi. Quý vị thấy không, rất là tuyệt vời. Thì đây đây, cái màu nước hiện tại thời sáng Duy cho quý vị thấy nó rất là đục, nhưng mà nó chỉ khoảng là một sau một tiếng đồng hồ thôi nha quý vị. Có nghĩa là cái chế phẩm mà để xử lý đục đó là nó chỉ khoảng một tiếng đồng hồ là nước là nó chuyển qua như thế. Đây. Thì khi mà tôm mà nó quào hay là nó bới đất lên bao nhiêu thì mình cứ dùng lắng mình xử lý xuống. Đây. Cái màu nước này á, có nghĩa là khi mà trên ao đất á, để mà muốn quý vị muốn đưa về xây bự hay là muốn để mà cho nó ok được á, ít nhất á là cái màu nước nó phải chuyển như cái màu như thế này. Còn mình để đục nó khó phát triển lắm. Có nghĩa là có một số hầm á, nó vẫn nuôi được nhưng mà đi về xây bự hay là vấn đề nó sẽ phát sinh rất là nhiều. Đó là những gì mà Duy muốn chia sẻ với quý vị, một cái cách đó là xử lý nước đục rất là hiệu quả, cũng giống như là rất là ok. Đây. Thì bây giờ là 11 giờ trưa thì nó đã màu như thế này. Đây, đó, quý vị thấy, đó thực tế, những cái gì mà Duy làm là rất là thực tế. Và không phải là nói theo trên lý thuyết cái gì cả, đó, thấy không, quý vị thấy không. Và quý vị nào mà muốn mua hay là muốn cần cái chế phẩm mà để mà xử lý nước đục này á, thì cứ điện trên góc của màn hình có số điện thoại của Duy hay là Zalo gì đó. Mình cứ trao đổi trực tiếp. Thì Duy sẽ giao hàng toàn quốc luôn. Thủy sản Duy luôn đồng hành cùng tất cả quý vị và các bạn, cũng giống như là toàn thể bà con nông dân nuôi tôm. Mô hình của thủy sản Duy nuôi quý vị, mô hình ao đất rất là đơn giản và đầu tư rất là nhẹ công và rất là nhẹ tiền, nhưng mà hiệu quả thì rất là ok nha, chứ không phải là đơn giản, không phải là làm đơn giản mà hiệu quả thấp đâu. Rồi sau năm 2020 này Duy sẽ đẩy cái phát triển một cái lô ao công nghệ cao để mà hỗ trợ cho bên cái những cái farm công nghệ cao. Thì cũng còn rất là nhiều bà con hiện tại là nuôi ao đất truyền thống cũng giống như là nuôi mô hình đơn giản như này. Thì Duy cũng muốn đồng hành qua những cái gì mà thực tế Duy muốn chia sẻ cho các vị. Thì hy vọng rằng bài viết ngắn nhưng mà giúp được cho chúng ta một số điều trong việc xử lý nước. Thì nếu quý vị thấy bài viết nó có ý nghĩa cũng như là có giúp cho quý vị hiệu quả thì quý vị cũng không quên đăng ký kênh hay là chia sẻ cho mọi người cùng biết. Và chia sẻ thì sẽ gì đến tất cả quý vị anh em cùng đồng hành trong ngành nuôi tôm. Thì xin chào quý vị và xin chào cho toàn thể bà con. Thì xin chúc cho toàn thể bà con được một vụ mùa thật sự thành công. Giá cả bây giờ thì nó đang lên dục dục. Nếu quý vị quý bà con nào mà muốn vô tôm thì cứ liên hệ đặt giống. Sẽ có rất nhiều chương trình tặng thuốc cũng giống như là tặng thuốc men để cho quý vị hỗ trợ đồng hành. Thị sản Duy, uy tín làm thương hiệu. Xin chào.